Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít trưa ngày 19 tháng 8 năm 2023, giá mít tăng. Cụ thể là tại Tiền Giang, mít nhất là đã tăng lên 50.000 đồng, mít nhì là 38.000 đồng, kem lớn là 47.000 đồng, kem nhì là 37.000 đồng, kem ba là 23.000 đồng, hàng chợ 9.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn là 46.000 đồng, kem nhì là 36.000 đồng, kem 3 là 22.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 45.000, kem nhì 35.000, kem 3 là 22.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, kem lớn 46.000, kem nhì 36.000 và kem 3 là 22.000 đồng. Tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, kem lớn là 37.000 đồng, kem nhì là 31.000 đồng và kem 3 là 13.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.